tiền không có để cho cuộc chạy đời sương gió đã biết bao ngày sầu cô đơn vậy ngày đêm chỉ có một mình nhìn thằng anh ăn trao lời nhiều cùng em biết em ngát em rượu bồ đề cay vồn giờ ta sẽ tìm tình yêu chào ông em nhé đã đến nơi này anh đây bên tìm ghép đôi thằng em cứ nói em tên Nguyễn Văn Phường tối bôi em mới trên giường giờ mong anh giúp cho tìm hộ em mấy cô để rồi em cưới nhanh ngay và luôn làm vợ tiền đâu em mấy sang để anh mang ly ra vào việc luôn em có 500 này là em tên Tâm Mai Đào người thì bé nhưng rất ồn ào nói suốt cả ngày mồm to nhất xóm luôn này yêu một cô bé thật xuyên ông trời ơi có một công chức vợ liền tay ôi em xin thế sao đi lạc vào đây cũng mấy hai chế này đã đói đây này hãy xuống anh nhé anh bọn ớt cho em nhiều tiền này bọn con chó kia trường ngày đi trước khi để tao điên tiết lên tao đập to đập giờ chuồn ngày thôi chế ơi thằng này có võ công mày quay xe mau phóng đi luôn cảm ơn anh đã giúp em này người đẹp trai cũng hỏi anh câu chuyện vườn khói đã có ai vào nhiều năm qua anh sống một mình buồn cô đơn thui thui duyên tình thì nhà bây giờ người ơi hãy yêu mình em giờ con ta đã lớn khôn và cha đấy cũng rằng là con gái lưu lớn này đi tìm tình yêu nay con ta đã kiếm chàng trai tuôn tu rất chi đa tài lại còn ngoan lòng cha rất là phải ok vào ngày mai cho con lấy chồng tiền đô la chắc cho năm thùng hay yêu thương nhiều hạnh phúc sống đến bạc đầu cả làng tan cô vui mừng hoàng tí sáng chúc phúc tương thương hãy luôn yêu chiều vợ con nhớ chưa chàng Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình mới chọn được một chiếc áo trên Shopee trông rất chiến mà mang đi học hay đi chơi đều rất là ok. Shop giao hàng khá là nhanh. Kèm với áo đó chính là chiếc thiệp cảm ơn từ shop gửi đến khách hàng. Trông khá là đẹp và cute nha mọi người. Và đây chính là chiếc áo mình đang đề cập đến. Một chiếc áo Van City Jacket đến từ brand Gonji. Cổ áo được thiết kế bằng một lớp len bó mát Gonji và một chiếc tang Sokun. Khuy áo kim loại chắc chắn, phần dọc vải đính kèm khuy áo là hai lớp nỉ dày. Thân áo một lớp dù một lớp nỉ, vừa tránh gió vừa giữ ấm. Mặc thời tiết lạnh như này thì nhức nách. Họa tiết của áo thì được thêu 100%, trông cũng ngầu ra phết. Tay áo làm bằng da BU, trông cũng khá là chắc chắn. Với 400.000 thì chiếc áo này cũng khá là đẹp. Và đây là mặt lưng của áo, cũng chữ thêu, form áo vừa vặn, trông khá ok. Vác quả áo này đi để tán các chị thì hết nút. Và bạn nào quan tâm đến sản phẩm này thì mình có để link ở dưới bình luận nhé.